Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình review game đây. Thì lâu lắm mới có thời gian gọi là làm clip trải nghiệm cho anh em. Đấy, hôm nay thì anh em mình lại quay lại con game Hit Club thôi. Đấy, lâu lắm rồi mới thấy có một cái đợt khuyến mãi ngon như này ở Hit Club anh em nhá. Đấy, cụ thể là vào đợt mùng 2 tháng 9 Quốc khánh sắp tới ấy, thì con game này nó sẽ chạy một cái đợt gọi là khuyến mãi cho anh em nào người chơi mới anh em ạ, tức là mới tạo ác đó, nhớ là phải mới tạo ác nha, liên kết số điện thoại này và thông tin tài khoản ngân hàng để xác minh thông tin này đó, sau đấy thì anh em sẽ được nhận ngay một cái code 30k anh em nhá, 30k code không giới hạn nạp rút anh em ạ. Đấy, code này không phải giống như code tân thủ ở những cái web khác là anh em chơi đến một mức độ giới hạn thì anh em sẽ không rút được, mà anh em chơi đến tận 30 triệu hay 300 triệu anh em vẫn rút được nhá. Đó, nó gọi là không giới hạn nạp rút đấy. Cụ thể như thế nào thì anh em có thể vào phần hỗ trợ này, anh em thấy mình vẽ trên màn hình chưa? Vào phần hỗ trợ này anh em nhá. Đó, nhớ là thông tin tài khoản các thứ phải ok hết rồi. Vào đấy thì có phần chat với chăm sóc khách hàng, nó sẽ có một cái yêu cầu là nhận khuyến mãi mùng 2 tháng 9, anh em tích vào cái yêu cầu đấy cho mình. Đó, thế là nhận được ngay thôi. Ok cho anh em. Đấy, không mất nhiều thời gian lòng vòng các thứ anh em nữa. Hôm nay thì với cái số vốn là 23M, đó, anh em mình lại tiếp tục lên tài xỉu bàn xanh anh em ạ, lên tài xỉu bàn xanh chốt một tí lãi để làm quà về chơi ngày lễ thôi. Đấy, anh em sắp tới thì chắc cũng sắp nghỉ lễ rồi đúng không? Đó, người thì cũng sẽ đi chơi, người đi du lịch, đấy, người thì về quê. Cái việc là việc cần thêm tiền để mua quà hay là tiêu sắm trong cái dịp sắp tới là cái điều hoàn toàn gọi là có thể nha. Nếu mà anh em có thể áp dụng được các phương pháp mình chia sẻ ở đây để có thể thu cho mình một ít lãi nha. Đấy, hợp lý anh em ạ, mình lên một tí tài đi. Đấy, 500. Ngày đầu tiên anh em mình cứ vào nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em. Ấy trời ơi, nhìn thấy 6 mà hai con 1 ở đây thì biết ngay là mình chột mẹ luôn một mắt. Xỉu rồi anh em ơi. Xỉu rồi mà không sao. Tay này vừa đánh vừa dò thôi anh em ạ. Ở đây anh em nhìn thấy nhá, ba tay vừa rồi này là có xí ngổ 3, nó giữ nguyên giá trị 6 rồi. Tay tiếp theo thì có thể sẽ xuống đấy, nhưng mà ở đây có cái đường lên rõ ràng hơn là con xí ngổ 1 và con xí ngổ 2, thì cái đường lên nó chắc chắn là sẽ rõ ràng hơn nhá. Đó, thì anh em mình sẽ tiếp tục chì phát, chì thêm một tay tài nữa được chưa anh em, chì thêm một tay tài nữa là đẹp rồi. Đó, cái này vào hơi ít nhỉ, mình nghĩ là mình sẽ phải vào thêm đấy, vào tầm 2M đây hợp lý hơn rồi anh em ơi. Đó, nó đã rõ ràng như thế này rồi, tội gì anh em mình không vào luôn đúng không nào. Đây rồi, năm rồi, năm sáu rồi đấy, năm sáu là bú ngay anh em, có năm có sáu là bú ngay đó. Ở đây anh em có thể nhìn thấy sơ qua một tí nhá, này khoan ngay cho anh em thấy, em thấy gì chưa, một dấu hiệu nhẹ nhàng của một cái cầu 1-1 đang diễn ra ở đây rồi anh em nhá. Về con tài xỉu bàn xanh này thì mình dám chắc với anh em là cầu nó sẽ không dài và không đều theo khung giờ như con tài xỉu MD5 bàn đỏ được, nhưng mà nó được một cái lợi thế mà rất nhiều anh em chơi từ lâu đã biết rồi, đó chính là cái hũ này anh em. Đó, cái hũ này là cái ăn tiền, cái điểm ăn tiền con tài xỉu bàn xanh đó anh em ạ. Đó, cái hũ này thì khi nào mà ba mặt xuất sắc nó là đều là một hoặc là đều là sáu anh em nhé, kèm theo đấy là cái số người ở cái bên mà dự đoán chính xác là tài hay xỉu đó, đó nó sẽ rơi vào số người mà nó chia hết cho năm, ví dụ như là 10 người, 50 người, 500 người hay là 475 người chẳng hạn, kiểu như vậy thì anh em sẽ được chia ngay một phần trong cái số hũ ở ở chính giữa là con rồng này, nó đó, đó đó anh em thấy chưa, đó, chia ngay số hũ đó
Như lần trước nhá, cái lần trước anh em xem clip của mình cũng có thể thấy là mình đã ăn hũ này rồi anh em nhá, đã ăn hũ này rồi, với cái số cược nó chỉ rơi vào tầm 3 củ thôi, mình đã thu lại 35 củ anh em ạ, thu lại 35 củ, cược 3 củ thu lại 35 củ anh em nghĩ xem. Đó, khác gì x10 đâu. Đánh một ngày no cả tháng anh em ạ. Đó. Nên là mình thấy là cái điểm ăn tiền thật sự ở cái con tài xỉu bàn xanh này chính là cái hũ đó. Đó. Anh em nào mà có cái chiến lược chơi nó rõ ràng, chơi lâu dài thì cái việc bú hũ là chuyện hoàn toàn có thể nha. Đó. Chả phải như mình gọi là mình chơi gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Đó. Mình gọi là xem review thôi. Đó. Đây này, nó là xỉu bẻ rồi anh em ơi. Nó là xỉu bẻ rồi. Mà không sao, hiện tại thì mình vẫn đang còn 24 củ cơ mà, đúng không? Vẫn còn tận 24 củ nữa kìa. Ok. Xem lại một chút cầu kèo ở đây nào. Ở đây thì mình sẽ thấy ở đây con xí ngầu 3, con xí ngầu 2 này. Đang lên rồi anh em ạ. Xí ngầu 1 thì vừa mít đâm phát xuống dưới đáy làm cho mình gãy theo đấy anh em. Chứ con đó mà nó chỉ cần nhích lại một giá trị thôi, nó cao hơn một điểm thôi là anh em mình bú lên vừa rồi rồi. Đó. Đây này thì có khả năng em mình sẽ nhẹ tài thôi. Nhẹ tài. Đó, 6 lốp thôi, đấy. Cứ vừa đánh vừa dò anh em. Đấy, vừa đánh vừa dò. Tay nào anh em tự tin đánh to lên cho mình phát. Đó, chốt những cái lãi ở những cái tay anh em mình tự tin nhá. Ok, đấy. Anh em thấy chưa? Nghiệt ngã chưa? 6-3 ra 1 đánh tài, 6-3 ra 1. Đúng luôn một cái kiểu kinh điển luôn anh em ạ. Đánh tài 6-3 ra 1. Bố ai cứu được đúng không? Hơi rồi. Lại 10 anh em. 10 kép rồi anh em ạ. 10 kép mà mình nuôi tài hơi lâu rồi đấy. Mình thấy là nuôi tài hơi lâu rồi. Con xí ngầu 1 này cảm giác hôm nay nó di chuyển nha. Cái đường di chuyển của nó khá là chậm anh em ạ. Không có nhiều đột biến như con xí ngầu 2 hay là con xí ngầu 3 đâu. Đó, anh em thấy không? Ở đây nhá, con xí ngầu 1 này nó chỉ lên có mỗi một điểm thôi. Đó, quả lúc đấy mà nó lên tầm thêm một điểm nữa là anh em mình sống rồi. Nay con xí ngầu 1 bóp anh em mình quá. Chưa. Giờ thì chắc là anh em mình sẽ nuôi nốt tay tài cuối. Nhưng mà tay tài này anh em mình sẽ phải vào mạnh hơn một tí so với thường lệ, để có thể kéo lại cái số vốn vừa rồi anh em vừa mới thăm dò đấy anh em. Đó. Kéo lại một tí nhá. Kéo lại tí số vốn nào. Xem nào. Ui ôi, 2 rồi anh em ơi. 2. Ui trời ơi, 2, 2, 1 như này là như nào nhỉ? Bệt à? Bệt xỉu à? Bệt xỉu à? Hôm nay không biết là như thế nào. Bệt xỉu rồi anh em ơi. Và cái tầm giờ này có thể là tầm giờ hơi xấu một tí so với bình thường mình hay chơi rồi. Ấy này, 21 củ ở đây à. Khó khăn quá anh em nhỉ. Quả này mình vẫn quyết tâm, mình vẫn muốn bẻ anh em ạ. Mình vẫn muốn bẻ một cái tay ở đây, vẫn bẻ một tay tải ở đây. Ai, tại sao nó lại về xỉu? Bẻ con xí ngầu 3 xuống. Con xí ngầu 2 quả này mình đoán nhá, chắc chắn giá trị cũng chỉ rơi vào tầm 3 là trung bình thôi. Đó anh em ạ. Đây là 3 là cao thôi. 3 điểm thì con xí ngầu 2 và con xí ngầu 3 nó phải lên thật là cao anh em hiểu không? Phải điểm ít nhất là phải 7 thì mới tài được. 7 trở lên mới tài được anh em ạ. Vào ngay 10 mở tài. Quyết tâm bắt bằng được. Bắt bằng chết anh em nhá. Bắt bằng chết luôn, thật sự luôn. Bắt bằng chết con tài này luôn anh em nhá. Đó, không được để nó thoát anh em ạ. Anh em chơi là anh em phải có một cái chiến thuật giống như mình. Bắt là phải bắt bằng được, như anh em. Rồi, gọi là khổ tận, giờ là cam lai rồi. Đó, tiền đã về với tài khoản anh em ạ. Số lãi hiện tại mình có ở đây là 30M570.000 rồi. Quá là ok cho một ngày rồi anh em. Ngồi tầm 10 phút, đó, 10 phút đồng hồ thôi mà được lên được 30k, 30 triệu này rồi thì quá là ok rồi.
Rất cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối clip nha. Đấy, tất cả những cái sự ủng hộ của anh em trong những clip vừa qua cũng là một cái nguồn động lực rất lớn cho mình làm video anh em ạ. Đấy, rất cảm ơn những cái sự ủng hộ của anh em nha. Anh em nào mà mới đến channel, mới xem clip của mình thì có thể cho mình xin ủng hộ bằng một like, một subscribe này. Đó, thêm một nút chuông thông báo đón nhận những cái clip tiếp theo của mình ra nha. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye anh em.